Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cú ngã lớn của VinFast. Ngày 17 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về cú ngã lớn của VinFast, hãng xe được mệnh danh là Tesla của Việt Nam. Theo đó, một tác giả nước ngoài đã bình luận trên một trang tin tiếng Anh cho rằng, tự hào trước một cú ngã và đó là một lối đi trong gai mà người giàu nhất Việt Nam ông Phạm Nhật Vượng đã trải qua sau khi công ty sản xuất xe điện của ông được niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ, hình ảnh bài trên BBC tiếng Việt. Bài báo cho biết cổ phiếu của VinFast đã tăng vọt đến 270% vào thứ Ba, 15 tháng 8, sau thương vụ sáp nhập trị giá 27 tỷ USD của công ty này với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt SBAC. Sự kiện này tăng vọt giá trị vốn hóa của doanh nghiệp lên gần 90 tỷ USD, một kết quả đáng kể chỉ có thể xảy ra. Bởi vì ông Vượng và các công ty liên quan vẫn còn sở hữu 99% cổ phiếu của công ty muốn trở thành Tesla của Việt Nam. Bài báo nhận xét không giống thỏa thuận với SBAC của Grab trị giá 40 tỷ USD vào 2 năm trước, khi Grab huy động được 4,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu. Đợt niêm yết mới nhất lần này không phải là một sự kiện huy động vốn. Giá cổ phiếu niêm yết của công ty vốn đang chịu thua lỗ này nằm ở mức gấp 142 lần so với giá bán vào năm 2022 và gấp khoảng 16 lần hệ số giá của Tesla. Theo bài báo, mức định giá đó giảm xuống 58 lần nếu VinFast có thể đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức 145% trong năm nay cùng tốc độ mà các nhà phân tích dự đoán dành cho đối thủ Rivian từ Mỹ mà VinFast xác định là ngang hàng trong lĩnh vực xe điện với hãng của Elon Musk. Nhưng bài báo nhận định tốc độ tăng trưởng như vậy có vẻ là vượt sức vì doanh thu của VinFast đã giảm 7% vào năm ngoái và doanh số bán hàng trong quý đầu tiên của năm 2023 sau khi công ty này ngưng sản xuất xe chạy xăng và các đối thủ cạnh tranh thì đang giảm giá thành. VinFast sẽ phải vượt qua thử thách đó và các vấn đề hiện đang có trong khâu vận hành của mình với sự chú ý toàn diện từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Hình ảnh, báo chí nhà nước cũng đưa tin về cú ngã của VinFast tại thị trường Mỹ. Bài báo cho hay VinFast đã đẩy lùi kế hoạch vận hành nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại Bắc Carolina trong một năm, cho đến năm 2025 dự án này vẫn chưa có được mức giảm thuế như kỳ vọng và các đánh giá về xe ô tô của họ thì không tạo được cảm hứng. Và sự kiện này có thể khiến ông Trùm của tập đoàn bất động sản bán lẻ Vingroup lúng túng cho động thái tiếp theo. Chỉ có 137 xe điện VinFast được đăng ký tại Mỹ trong năm nay, trong suốt 6 tháng vừa qua. Bài báo cho rằng quan trọng nhất là VinFast phụ thuộc nặng nề vào ông Vượng, người đặt cược lớn vào xe điện. Ông ấy đã đổ 9,3 tỷ USD vào công ty này thông qua Vingroup và các công cụ đầu tư khác sau khi đóng cửa một liên doanh điện thoại di động, bỏ một dự án hàng không và thanh lý chuỗi cửa hàng tiện lợi. Bài báo dẫn lời giám đốc tài chính của VinFast, David Mansfield, nói rằng công ty đang đàm phán với các nhà đầu tư, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia, và có thể hoàn tất việc huy động vốn trong vòng 18 tháng tới. Điều này cho thấy VinFast không có nhu cầu cấp thiết nào về vốn. Bài báo nhận định VinFast có thể trì hoãn bất kỳ sự rối ren nào từ việc định lại giá trị doanh nghiệp một cách khó khăn nhưng không thể nào hoàn toàn tránh được điều này. Bài báo cho biết thêm, VinFast đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq vào hôm 15 tháng 8 sau khi sáp nhập với công ty mua lại Black Space Acquisition. Thường vụ sáp nhập này đã mang lại cho VinFast giá trị doanh nghiệp là 27 tỷ USD, hai công ty cho biết. Các cổ đông hiện tại của VinFast cơ bản là công ty mẹ Vingroup và thông qua các công cụ đầu tư, người sáng lập Phạm Nhật Vượng tiếp tục sở hữu 99% cổ phần của công ty sau sáp nhập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d chấm với bản tin cú ngã lớn của VinFast. Liệu có còn tia hy vọng nào cho Nguyễn Văn Trưởng? Ngày 16 tháng 8, một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt dẫn tin từ gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng cho hay, tinh thần của ông khá tiêu cực sau khi hay tin sắp thi hành án. Bài báo cho biết, gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng đã đi thăm ông hôm 14 tháng 8 nói rằng nhà tù vẫn chưa thông báo gì cho ông trưởng về việc thi hành án hình ảnh bài trên bbc tiếng việt ông nguyễn trường chinh bố của ông trưởng đoán rằng có lẽ sự việc gây xôn xao dư luận nên những người thăm nuôi họ kể rồi trưởng biết tin từ bạn tù của mình nhưng thông tin về thời gian địa điểm thi hành án vẫn là mù mờ đối với tất cả mọi người bài báo dẫn lời gia đình ông trưởng nói rằng Ban đầu gia đình định giấu chuyện nhận được thông báo về việc nhận cho cốt người đã thi hành án tử hình. Nhưng khi trò chuyện một lúc thì ông trưởng nói rằng mình đã biết hết rồi. Tinh thần và thái độ của trưởng khác hẳn. Ông Trinh khuyên trưởng tích cực lên, cứ tiếp tục làm đơn gửi đi. Thì trưởng nói rằng làm đơn kêu oan để làm gì vì không hiệu quả chi hết bao nhiêu năm rồi. Theo mô tả của ông Chinh, không khí của phòng thăm thân hôm 14 tháng 8 cũng khác với thường lệ. Gia đình tuy có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau lâu hơn, nhưng lực lượng công an đứng gác cũng được bố trí đông đảo hơn. Theo bài báo, vợ chồng ông Chinh chỉ có hai người con trai, nhưng ông Nguyễn Trọng Đoàn, em trai của trưởng, đã ra đi hai tháng trước vì ung thư, còn lại một mình trưởng. Bao nhiêu sức lực, tiền của, tinh thần của cặp vợ chồng gần 80 tuổi hơn 16 năm qua đều đổ dồn cho việc minh oan cho con trai Nguyễn Văn Chưởng. Ông Chinh khẳng định rằng ông sẽ đấu tranh cho sự tự do của con trai mình đến hơi thở cuối cùng. Bài báo dẫn bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh rằng quyết định xử tử một người là đến từ chính con người, mà con người thì cũng không hoàn hảo và có thể sai lầm. Do đó nếu một quốc gia tôn trọng sinh mạng của người dân, thì luật pháp phải luôn luôn dự liệu sẵn quy định để sửa sai. Nếu luật pháp của một quốc gia không dự liệu sẵn quy định sửa sai, chứng tỏ quốc gia đó không tôn trọng sinh mạng của người dân. Hình ảnh tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Luật sư đặng Đình Mạnh giải thích thêm rằng bản án của hội đồng thẩm phán đối với ông Nguyễn Văn Trưởng vẫn chưa phải là dấu chấm hết. Vì lẽ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì hai cơ quan của quốc hội gồm Ủy ban thường vụ quốc hội và Ủy ban tư pháp và hai chức danh tư pháp gồm chánh án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao vẫn có quyền yêu cầu hoặc kiến nghị hội đồng thẩm phán xem xét lại quyết định của mình chỉ khi nào hội đồng thẩm phán có quyết định giải quyết các yêu cầu hoặc kiến nghị đó thì đó mới chính là dấu chấm hết sự việc theo luật sư Mạnh. Ngoài ra, ở điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về yêu cầu kiến nghị đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có viết khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó. Vấn đề đặt ra là năm 2011, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mà không suy xét đến những tình tiết còn đầy uẩn khúc mà các luật sư bào chữa cho ông trưởng đã nêu. Như vậy, những tin tiết này có được xem là tình tiết quan trọng mới hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí chính trị của các cấp lãnh đạo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Liệu có còn tia hy vọng nào cho Nguyễn Văn Trưởng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d